có mặt tại số 96 của đường Nguyên Hồng, phường 1, Gò Vấp. Nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức món bánh canh cá lóc tại địa điểm này cũng rất là lâu đời rồi. Trời mưa nhưng mà ở đây cũng rất là đông khách rồi. Và đây là cái bếp của quán bánh canh cá lóc. Có một cái sảnh ngồi ăn nhỏ phía bên trái chúng ta thấy đó, đây là cái bếp đặt tại mặt tiền của quán. Và bên này sẽ là cái không gian riêng để khách cứ ngồi rộng rãi và thoải mái hơn. Đầu bếp đang bút bánh canh cho khách. Cái đó là gì vậy hả? Dạ, nước chanh của quán mình. Nước chanh của quán mình. Ủa, mình có đồng chưa ta? Chưa gì, đang thiếu. Đây là một tô bánh canh đầu cá tại quán bánh canh cá lóc đường Nguyên Hồng đây. Một cái đầu cá rất là to. Cùng một tô bánh canh đều riêng. À, nước nhân thì sẽ được chan vào trong cái súp được nấu rất là ngọt, nước cá lóc sẽ được cho vào trong tô riêng. Rau đắng dùng để ăn cùng với lại bánh canh cá lóc các bạn. Đây quán này chỉ xài rau đắng thôi. Ở đây là những cái đầu cá được nấu chín sẵn. Đầu cá lóc rất là to, rất là nhiều thịt. Rất là to. Và những phần bánh canh được để sẵn trong những tô. Một tô như to thế này sẽ có giá là 35.000. Và bên đây sẽ là những cái phần thịt cá lóc được phi lê ra, được lẹ, được nấu chín sẵn. Khi khách ăn thì sẽ được cho một cái nước chấm nước chan được pha riêng theo công thức của quán. Một tô bánh canh thêm nhà nè. Và cho những cái tô khách gọi hoặc là những phần khách mang về. Ba dễ gì đâu em á. Một tô nhỏ. Bánh canh sẽ được trụng qua nước nóng. Khách sẽ gọi là bánh canh cá lóc hoặc là đầu cá riêng theo có sở thích của mình. Hành, tây và hành lá sẽ được thêm vào. Và rau đi ăn kèm là ăn kèm với bánh canh cá lóc là rau đắng các bạn. Thúc thì rau cũng được trụng qua nước sôi cho chín. Và bánh canh cá lóc bỏ vào trong nồi nước súp chín sẽ được vớt ra. Em đang múc cái này là cái gì em ha? Cái này lòng cá đó. Lòng cá hả em? Dạ. Một phần lòng cá thêm thì bao nhiêu tiền em? Dạ 10.000. 10.000 hả em? Đây, cô bé con của chị Hiếu chủ quán đang làm những cái tô bánh canh cho khách. Và trên kệ cũng để rất là nhiều cái tô đầu cá được nấu chín sẵn. Rất là to, rất là nhiều thịt.
cùng những phần bánh canh được bỏ sẵn, bên cạnh là những cái nước chấm, những cái rau gia vị cần thiết cho một món bánh canh cá lóc ngon lành tại số 96 đường Nguyễn Hồng, phường 1, quận Gò Vấp. Cái nước đó là nước gì bé ha? Hả? Cái nước này là nước gì bé? Nước chấm của quán mình riêng đúng không? Đặc biệt tại cái quán bánh canh cá lóc của chị Hiếu tại đường Nguyễn Hồng, phường 1, Gò Vấp đây này, là các bạn nên biết là những cái dụng cụ ăn uống tại quán sẽ được tiệc trùng bằng một cái nồi nước sôi. Đây, khách vào thì quán sẽ múc một cái ly nước sôi thế này để cho khách có thể trùng cái dụng cụ ăn uống muỗng đĩa của mình tại bàn. Đây, quán luôn có một cái ly nước nóng để mà trùng tiệc trùng cái dụng cụ ăn uống, mà không phải quán nào ở Sài Gòn cũng có nha các bạn. Có giá từ 60.000 nè, 55.000 nè cho những cái đầu cá lớn, đặc biệt tô bình thường thì có giá từ 30-47.000, và bánh canh thêm hoặc là lòng cá thêm có giá từ 10-15.000 thôi, cùng những cái loại nước như xâm lạnh, canh dây, nước tắc, trà đá, đồ câu. Tại quán thì giá cả cũng rất là phải chăng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phỏng vấn chị chủ quán nha. Hiếu ơi, chị Hiếu cho em hỏi là quán mình mở từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 9 giờ rưỡi, 10 giờ cho đến 8 rưỡi tối. Là khoảng 9, 10 giờ sáng cho đến 8 rưỡi tối. Là một cái tô bánh canh cá lóc của mình thì giá nó khoảng bao nhiêu tiền chị ha? Giá từ 30 cho đến 60. Dạ, thì cái quán bánh canh cá lóc của mình đoán được đã bao lâu rồi ạ? Được 14 năm. Mình có chi nhánh nào khác không chị ha? Không, em chỉ có một cái. Mình chỉ có bán một cái món là bánh canh cá lóc thôi chị ha? Dạ. Món đầu cá hoặc nạc cá thôi. Dạ. Đây con gái chị Hiếu à, chị Hiếu? Con gái thứ hai. Có đi học gì không mà sao mà phụ mẹ bán bánh canh vậy chị? Đại học năm cuối. Dạ. Hai mẹ con thay nhau bán bánh canh, múc bánh canh cho khách. Đây là con gái của chị chủ quán, chị Hiếu.